Dạ. Chào anh em nha, nay mình tiếp tục đi câu lươn nha anh em. Lâu quá không câu lại Tết giờ mình cũng lu bu quá. Từ bây giờ mình sẽ cố gắng chăm sóc lại kênh của mình nha, mong được anh em ủng hộ nha. Hôm nay mình tiếp tục đi câu lươn. Nay mình câu vòng vòng trong cái vườn xài nè. Mình câu thử có không có thì mình nó đi kiếm chỗ khác. Bây giờ mình đi bên ngang lươn nó bỏ xuống tép mình nè. Không có bự. Con. Trời ơi, vậy nãy bị gãy luôn rồi. Được có con đầu tiên mà nó bị gãy cái lử rồi. Còn hên này còn dây si cua nha. Chứ thôi là không có đi về luôn á. Lử đâu câu. Chùm nè. Để nhắc khoảng nửa con nha. Còn lử một duy nhất nha. Lử này tại mình không có vừa bụng bằng cái lử kia. Con lử kia gãy rồi. Đây. Để mình kiếm hang thương tiếp tục mình quay cho các bạn xem. Đâu nãy giờ mấy mình vô vườn xài này mà thấy là cái hang mình để xuống ăn nữa nè. Em đặt máy cho anh em xem nha. Đây là hang cái này luôn nè. Cái nó mụn không? Mình khó đặt máy quá. Bị gắn kẹt luôn nè. Hết mồi luôn rồi. Đây lấy dây khác nha. Dây nãy đứt lử rồi. Dây nãy gãy lử rồi mình bỏ rồi. Không có lấy dính luôn à. Cứ ngắt luôn anh em ơi. Dành làm hơi nhỏ nắm đau tay quá. Quá cứng cái này mô.
Hy vọng là đừng vượt nha. Vừa cái hang công á, nó lôi vô đất á, nó cắt dây, nó cắt vô đất cái mình mới. Đau tay. Đây con khủng lồ anh em, đây nè, nó quá đã anh em ơi. Đây anh em sức luôn nè, luôn chà bá luôn nha. Sư giữ một em vô thùng lương nãy mình câu chết queo rồi, mình bỏ nhà luôn rồi. Hang nhấp cho anh em ơi, mà có hoài không có chứ. Đây hang nè, có nha, có nha. Đây hang bành ký nè, chơi dây nhỏ đó, mình câu hang bự chơi gì mới sốc. Đèn lử nha, bỏ đây thêm lử nữa. Cái nổ năng còn chơi cho anh em xem nè anh em ơi. Ăn mình ăn hang bự à. Cũng lông nữa rồi em ơi.
Nó ghi mạnh mình phải nương lại để tét mét nha anh em. Biết có lương mà. Để xuống là nước nhích lại mà nó không ăn, nó không chịu ăn, là mình phải ngừng ngừng máy giúp mới được. Để lâu lắm, mất thời gian lắm. Nhỏ này nhạy luôn mà đau tay quá. Hai chú đây. Hai em nghe nè, quá đã luôn em ơi. Đây em ơi, đi câu từ sớm giờ được hai con lớn nha. Chứ con kia đó, mình nó chết queo rồi bỏ nhà rồi. Được ba con. Này là mình ôm xả nữa. Ôm xả ngon, ôm xả hoài luôn á, ôm xả không ngán luôn á. Dạ. Cái nước dừa không cho trái. Thôi cho con trái đi. Có nước dừa nó ngọt. Quá sướng anh em ơi. Đây hai em nuôi khủng nha. Thú dữ. Anh em xem thấy hay là like, share, đăng ký kênh ủng hộ nha. Video mình tới đây kết thúc nha anh em. Chào anh em nha.